Đấy là đây là video kế tiếp video hồi nãy thì em cũng xin giới thiệu luôn đến toàn thể các bác khách hàng một tấm chiếu gỗ hương vừa mới được hoàn thiện xong này, đưa vào cửa hàng vào tối ngày 27 thì em cũng lên sóng và giới thiệu đến toàn thể các bác ngay. Tấm chiếu ngày hôm nay thì rất là đặc biệt, tấm chiếu hương mặt rất là rộng mà kích thước chiều dài thì phù hợp với mọi không gian này các bác đây ạ. Tấm chiếu ngày hôm nay có chiều dài là 4m, chiều rộng là 2m18 và độ dày là 19cm các bác ạ. Tấm này có độ dày là 19cm này. Các bác nhìn cái đầu gỗ giúp em nhé. Tấm chiếu này thì rất là nục nạc luôn. Là một tấm mặt cực kỳ là rộng, hàng chút vuông. Mà trong khi đấy là mặt rất là xa tâm nhé. Tấm chiếu ngày hôm nay độ dày 19cm rất là xa tâm. Với tấm chiếu rất là khủng long. Mặt rộng lên tới 2m18 thì rất là rộng luôn rồi đúng không ạ? Tấm chiếu thì vô cùng là khủng long rồi. Kích thước này thì nhiều không gian này các bác có thể kê được, rất là hợp lý. Mà giá thành thì cực kỳ là êm luôn các bác ạ. Tấm hương này, hàng chốt vuông này. Hàng chốt vuông vức các bác nhé. Hàng này bên em có khoan gông khóa đầu để chống cong vênh và nứt các bác nhé. Nên là các bác yên tâm về cái chất lượng sử dụng. Đấy, nhìn cái đầu gỗ này thôi rồi, nó rất là lục nạc, nó rất là đẹp. Chỉ cần nhìn cái vanh đầu gỗ thôi là các bác nhìn là nó nằm ở vị trí nào của cây rồi đúng không ạ? Là một tấm bắp bìa hàng rất là xa tâm luôn. Thì tấm hương ngày hôm nay thì bên em mới vừa hoàn thiện xong thì đang có mặt tại showroom trưng bày rồi. Bác nào có nhu cầu đến những cái tấm chiếu hương mà có chiều dài là 4m, rộng 2m18, hàng chốt vuông và độ dày là 19cm thì hãy nhanh tay liên hệ đến Gỗ Hoàng Anh Tiến theo các số điện thoại sau: 0931392777 hoặc 0977999000. Phản ngợi Hoàng Anh Tiến xin chân thành cảm ơn.